Chương trình Người Mẫu Nhí Việt Nam được xây dựng theo truyền hình thực tế, lồng ghép ngôn ngữ điện ảnh vào cuộc thi. Hiệu ứng cùng sự lan tỏa sau chương trình mùa đầu tiên đã giúp ban tổ chức cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh hơn quy mô và nội dung chương trình trở nên gần gũi, thiết thực. Sau gần 6 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn ra 30 bạn nhỏ vào vòng chung kết. Với các vòng thi gay cấn như catwalk trong trang phục tự chọn, trang phục truyền thống, dạ hội đẹp mắt, các thí sinh dù nhỏ tuổi nhưng thông qua thời gian luyện tập, chuẩn bị đã có những bước đi thần thái, thể hiện được sự chuyên nghiệp. Cùng phần thi tài năng hấp dẫn, sôi động, các thí sinh đã có màn trả lời ứng xử vô cùng dễ thương, khiến ban giám khảo phải làm việc hết sức công tâm và chính xác để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất. Các thí sinh năm nay mình thấy cảm nhận được là tốt hơn nhiều, rất nhiều so với các năm trước. Đến với chương trình thì mình rất là bất ngờ với cả thí sinh năm nay. Các bé là rất là đáng yêu và chương trình thì rất là tuyệt vời. Bởi vì là qua cái chương trình này thì các con không những là được giao lưu học hỏi về các môn nghệ thuật mà các con còn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của Việt Nam nữa. Cái điều đó thì rất là thú vị. Thực ra theo những chương trình này mình nghĩ thường xuyên nên tổ chức 5 và tổ chức khoảng tầm 4-5 đợt để phát triển ra có những cái tài năng nhí, cũng như là cho con cháu có cơ hội để phát triển tài năng ươm mầm từ lúc bé cho lúc lớn để nó phát triển cái năng khiếu của cháu và con. Cuộc thi đã nhận được sự cổ vũ tham gia góp mặt của đông đảo các bạn nhỏ đến từ nhiều tỉnh thành, cũng như đón được nhu cầu, sự quan tâm đặc biệt của các bậc phụ huynh dành cho loại hình nghệ thuật này. Đến với chương trình Model Kids Việt Nam, bởi vì đây chính là một cái sân chơi vô cùng tuyệt vời ạ. Nên là con đã chuẩn bị một những bộ trang phục thật tuyệt vời và những phần thi thật xuất sắc. Ban tổ chức cũng đã trao một giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, một giải cho gương mặt mẫu nhí thân thiện, một giải trang phục áo dài ấn tượng, hai giải mặc áo dài đẹp nhất, hai giải dạ hội đặc sắc nhất, hai giải tài năng, hai giải triển vọng, 7 giải khuyến khích. Chung cuộc quán quân thuộc về bé Nguyễn Huy Việt, giải nhì thuộc về bé Nguyễn Ngọc Khánh Ly và giải ba thuộc về bé Đặng Tài Anh.